Thưa quý vị và các bạn, hen phế quản hay còn gọi là bệnh suyễn là bệnh khó thở từng cơn do co thắt phế quản kèm tăng tiết dịch. Theo thống kê, ở nước ta hiện nay cứ 1.000 người thì có từ 50 đến 60 người mắc bệnh hen phế quản. Như vậy, đây là một trong các bệnh chiếm tỷ lệ cao trong số các bệnh không do nhiễm khuẩn. Ngày nay, việc đối phó kiểm soát bệnh đã có rất nhiều tiến bộ. Do đó, người bệnh có thể chung sống tương đối bình thường với căn bệnh này. Trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu một số kiến thức cơ bản để có thể phòng và xử trí đúng khi mắc phải căn bệnh này. Hen phế quản là bệnh gì? Hen phế quản còn gọi là hen hoặc suyễn là bệnh gây nên khi phế quản bị các chất lạ kích thích, gây ra tăng tiết và các cơn co thắt, làm cho người bệnh khó thở từng cơn. Hen phế quản có thường gặp không? Hen phế quản là một bệnh phổi rất phổ biến. Ở nước ta hiện nay, trong 1.000 người có thể có từ 50 đến 60 người mắc bệnh, kể cả trẻ nhỏ, người già. Tại sao người ta bị hen, bệnh có lây không? Hen phế quản không phải là do vi khuẩn gây nên, vì vậy không phải là một bệnh lây. Tuy nhiên, do yếu tố di truyền, trong một gia đình hoặc trong một dòng họ cũng có thể gặp nhiều người mắc hen phế quản hơn bình thường. Có nhiều loại chất kích thích có thể gây nên cơn hen. Thường gặp nhất là phấn hoa, lông chó, mèo, nấm mốc, bụi bông, vải, sợi, v.v. Kể cả bụi bặm lưu cữu trong nhà, gầm giường, góc tủ. Trở mùa, thay đổi thời tiết, nhiễm lạnh, thậm chí lo âu hoặc vận động quá mức cũng có thể làm những yếu tố kích thích gây nên cơn hen. Triệu chứng chủ yếu của bệnh như thế nào? Triệu chứng chính của hen là ho, khó thở, nặng ngực, tái đi tái lại nhiều lần, hay xảy ra về ban đêm hoặc nửa đêm về sáng. Do các phế quản đã bị tăng tiết và co hẹp lại, nên bệnh nhân thở rất khó khăn, phải cố gắng mới đưa được không khí vào phổi và nhất là rất khó để thở ra. Khi thở gây nên tiếng rít đặc biệt, thường gọi là tiếng cò cử, ngoài người cũng có thể nghe thấy được. Điển hình biểu hiện cơn hen có dấu hiệu báo trước như hắt hơi, sổ mũi, ngứa mắt, buồn ngủ, ho, v.v. Sau đó xuất hiện cơn khó thở ra, chậm, khò khè, tiếng rít mức độ khó thở tăng dần, có thể kèm theo vã mồ hôi, nói khó. Đến giai đoạn thoái lui, cơn có thể ngắn từ 5 đến 15 phút, có thể kéo dài hàng giờ hoặc dài hơn. Cơn hen có thể tự hồi phục được, kết thúc bằng khó thở, giảm dần, ho và khạc đờm trong, quánh dính. Ngoài cơn hen, người bệnh hoàn toàn có thể sinh hoạt, lao động như người bình thường. Bệnh hen có nguy hiểm không? Bệnh hen có đặc trưng là rất thay đổi, tức là lúc nhẹ lúc nặng, khó dự đoán được. Do vậy, người bị hen luôn phải chú ý đề phòng cơn hen nặng, nguy hiểm đến tính mạng. Các trường hợp không được điều trị đúng do sức đề kháng giảm sút, do nhiễm khuẩn thêm vào hoặc do điều kiện thời tiết, có thể xuất hiện cơn hen ác tính. Bệnh nhân khó thở trầm trọng, có khi ngừng thở, xanh tím, vã mồ hôi, huyết áp hạ, không cấp cứu kịp thời, có thể tử vong. Làm thế nào để phát hiện bệnh hen? Khi nào nghĩ đến hen? Nghĩ đến hen khi thấy một trong các biểu hiện sau đây. Có những cơn khò khè tái phát nhiều lần, cơn ho về đêm tái phát nhiều lần, có ho, khò khè, khó thở, nặng ngực khi gắng sức. Có ho, khò khè, khó thở và nặng ngực khi tiếp xúc với một số dị nguyên hay khói ô nhiễm. Có triệu chứng cảm cúm kéo dài hơn 10 ngày. Các triệu chứng của bệnh có cải thiện khi điều trị thuốc hen. Các triệu chứng trên xuất hiện hoặc nặng lên về đêm và sáng sớm, hoặc khi tiếp xúc với một số dị nguyên hay các yếu tố nguy cơ, nhất là người bệnh có tiền bản thân hoặc gia đình mắc các bệnh dị ứng như hen, chàm, mề đay, viêm mũi dị ứng, viêm kết mạc mùa xuân, dị ứng thức ăn, v.v. Khi nghĩ đến hen, nên đi khám bệnh sớm để được chữa trị kịp thời, để cắt giảm cơn hen, làm thưa cơn, ngăn không cho bệnh tiến triển nặng thêm. Trong y học gọi là kiểm soát tốt bệnh hen. Thầy thuốc cần chú ý phân biệt với các nguyên nhân khác có thể nhầm lẫn với triệu chứng của hen. Chữa bệnh hen như thế nào? Muốn chữa hen, người ta phải chữa các cơn hen và điều trị dự phòng cơn hen, trong đó dự phòng là chủ yếu.
Chữa các cơn hen, cần nhận biết cơn hen, đánh giá mức độ nặng của cơn hen, cần sử dụng đúng các thuốc có tác dụng nhanh, theo dõi được đáp ứng với thuốc và cần nhận biết lúc nào cần đi khám cấp cứu ở bệnh viện. Sau khi cắt được cơn hen, cần điều trị dự phòng bằng các thuốc có tác dụng kéo dài, bao gồm thuốc chống viêm và thuốc giãn phế quản ở dạng phối hợp hoặc riêng lẻ. Điều trị dự phòng lâu dài nên dùng các thuốc dạng hít xịt khí dung là thích hợp nhất vì ít gây ra tác dụng phụ. Cần điều trị theo đúng chỉ định của thầy thuốc, không được tự ý tăng giảm liều. Bệnh nhân tuyệt đối không nên tự mua thuốc dùng theo góp ý mách bảo của người khác hoặc ngay của chính bệnh nhân khác, dù họ đã được điều trị có kết quả tốt, vì mỗi trường hợp có một tính chất hoặc thuộc những giai đoạn khác nhau. Phòng bệnh hen như thế nào? Phòng mắc hen rất khó, tuy nhiên ta có thể phòng cơn hen. Ở một số bệnh nhân biết được yếu tố gây nên cơn hen gọi là nguyên nhân, thì đầu tiên là phải tránh yếu tố đó càng nhiều càng tốt. Ví dụ thức ăn, phấn hoa, bụi nhà, vận động, xúc cảm, v.v. Tuy nhiên, không phải ai cũng xác định được và lúc nào cũng có thể tránh được như yếu tố thay đổi thời tiết chẳng hạn. Có người phải chuyển từ Bắc vào Nam, hoặc ngược lại cũng có thể làm bệnh hen giảm đi hoặc khỏi hẳn. Ngoài ra, bệnh nhân không nên hút thuốc, tránh khói bụi, tránh môi trường ô nhiễm. Cần chú ý giữ gìn sức khỏe, giữ ấm trong mùa lạnh khi thay đổi thời tiết. Tập thở, nhất là thở cơ hoành, thở bụng, có tác dụng nâng cao khả năng chống đỡ, tăng cường sự bảo vệ của phổi chống các nguyên nhân gây bệnh. Thế nào là kiểm soát tốt bệnh hen? Hen có thể kiểm soát được, người bệnh hen vẫn có thể có cuộc sống bình thường. Hen được kiểm soát tốt, tức là không có triệu chứng ban ngày, không phải thức ban đêm, không phải dùng thuốc cắt cơn, không bị hạn chế hoạt động thể lực và không lên cơn hen. Để đánh giá mức độ hen được kiểm soát, ta có thể dùng bảng điểm để đánh giá, gọi là test kiểm soát hen với 5 câu hỏi về tình trạng nghỉ việc hoặc nghỉ học, cơn khó thở, thức giấc ban đêm, dùng thuốc cắt cơn tự đánh giá của người bệnh trong 4 tuần qua. Căn cứ vào tổng số điểm để xếp loại hen chưa được kiểm soát, được kiểm soát tốt hay được kiểm soát hoàn toàn. Ớt dùng chữa bệnh theo đông y. Ớt có vị cay nóng, có tác dụng tán hàn, kiện tỳ, giải độc, tiêu viêm, tiêu thực, chỉ thấm. Trong đông y có nhiều bài thuốc dùng ớt trị rụng tóc, ăn uống kém tiêu hóa, giảm đau, trị viêm khớp mãn tính, đau dạ dày, do lạnh, chữa đau lưng, đau khớp, hoặc dùng lá cây ớt tươi đắp chữa bệnh eczema, chữa rắn rết cắn, chữa mụn nhọt, v.v. Ớt dùng chữa bệnh theo tây y. Chất capsaicin trong ớt kích thích não bộ, tiết ra endorphin, chất ma túy nội sinh, làm con người khoan khoái, dễ chịu, giảm đau. Vì thế nhiều người ghiền ớt, bữa ăn thiếu ớt trở nên mất ngon. Ớt là chất bổ dưỡng vì chứa nhiều vitamin và khoáng chất. Đặc biệt, ớt chứa một hàm lượng cao vitamin C. Ớt còn giúp máu lưu thông tốt, giảm tai biến tim mạch, giảm tình trạng cao huyết áp. Những nghiên cứu mới về hoạt tính của ớt. Phương thuốc nóng trị đau lưng. Cao giáng ớt dùng điều trị các cơn đau như đau lưng, viêm khớp và các cơn đau cơ xương khác. Cao giáng giúp cải thiện tuần hoàn máu, thư giãn cơ và giảm cơn đau. Sau khi rửa sạch và lau khô chỗ đau, dán tấm giáng lên trong 24 giờ. Trước khi dán, nên thử test trước ở diện tích nhỏ để đề phòng quá nóng gây kích thích da. Cao giáng sẽ lan tỏa hoạt chất dưới sức nóng của da. Chú ý là không nên dùng với làn da nhạy cảm hoặc đang bị bệnh ngoài da. Ớt chống ung thư tiền liệt tuyến. Các nhà khoa học thuộc Trung tâm Nghiên cứu Y khoa Mỹ sau khi tiến hành thử nghiệm trên chuột cấy tế bào ung thư của người và được uống dung dịch chứa tinh chất ớt 3 lần một tuần thì thấy tế bào ung thư tuyến tiền liệt dần dần bị hủy hoại, đồng thời quá trình phát triển khối u của tuyến tiền liệt cũng chậm lại. Phát hiện này mang hy vọng có thể dùng chất chiết xuất từ ớt làm thuốc chữa trị cho bệnh nhân ung thư tiền liệt tuyến. Bên cạnh đó, các nhà khoa học của Viện Đại học Piper, Mỹ thì cho rằng
ớt có thể làm chậm quá trình phát triển của tế bào ung thư, đặc biệt với ung thư tuyến tụy. Phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Ung thư Hoa Kỳ, giáo sư Krivasava cho biết đã thử nghiệm thành công khả năng chống lại ung thư tuyến tụy của chất cây capsaicin trong ớt. Chất cây này giữ vai trò xúc tác, làm cho tế bào ung thư tự phá hủy, nhưng không gây hại cho các tế bào bình thường khác. Điều này mở ra triển vọng nghiên cứu thuốc trị ung thư tuyến tụy từ ớt trong tương lai. Giúp giảm nôn ói sau phẫu thuật. Việc sử dụng tinh chất ớt cũng giúp làm giảm tình trạng nôn ói hậu phẫu sau các ca phẫu thuật cắt bỏ tử cung. Trong một nghiên cứu đăng tải trên tạp chí khoa học Annals Annals tháng 10 năm 2002, thì các cao dán được đặt vào những điểm huyệt đạo chính xác theo châm cứu phương Đông trước khi gây mê và lấy ra 8 giờ sau phẫu thuật thì nhận thấy số người bị nôn ói hậu phẫu đã giảm đáng kể 22-26% so với không dùng cao dán 57%. Như thế, ớt không chỉ là gia vị mà còn là một thực phẩm chức năng đang được nghiên cứu để trị bệnh. Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục sức khỏe cho mọi người hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.